các bạn có điện thoại bật màn hình lên thì sẽ rất là đẹp. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, trong lòng tôi khỏi vương sầu lo, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền dần lôi khắp nơi. Rằng trong trái tim này một tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Thực ra cái tên này thì bác nghĩ là ai từng có sắp có con hoặc là từng có con thì đều nghĩ, luôn luôn nghĩ lên đến một cái tên gì đó thật là đặc biệt cho con mình mà đôi khi là chỉ trong gia đình biết thôi. Trước đó thì mọi người, trước khi có bố mình đi đâu thế thì mọi người cũng chỉ biết là Bách có một con trai thôi, chứ không biết là tên của em bé là Tê Giác. Thì sự thích cái tên nó cũng đơn giản thôi, mình muốn con mình là một cái thứ gì đó rất là quý hiếm, rất là gần như là độc nhất trên cuộc đời này. Mà Tê Giác thì mọi người cũng biết là đang là một cái loài mà đang ở cái mức nguy cấp nhất bên bờ vực của tuyệt chủng. Chính vì thế nên là Bách đặt tên cho con mình thì đầu tiên cũng chỉ nghĩ là làm sao con mình cảm giác như là thay vì là bé Cún, bé Meo thì là bé Tê Giác, mà cuối cùng ai dè lúc sinh cậu ra thì cũng giống như là con Tê Giác thật. Nghĩa là người lúc nào cũng chắc người đùi mà
khi bạn ấy chạy, bạn ấy lao, bạn yêu ai quá, bạn lao vào ai từ nhỏ thì người đó phải tìm cách để mà tránh, hoặc là tìm cách nào đó để không cho bạn ấy lao trực tiếp vào, bởi vì bạn ấy quá bự con và chắc nặng ký. Dạ không những thế, nhưng mà bản thân cháu em cảm thấy là khi mà bé Tê Giác lớn lên và trong suốt những năm vừa qua khi anh Hoàng Bách đồng hành cùng với những chương trình của Stream và Quay Web, thì đây chính là không chỉ là câu chuyện riêng của cả gia đình mình nữa, mà cái tên Tê Giác sẽ là một điểm nhấn và cũng là điều mà giúp cho tất cả chúng ta sẽ nhớ về gia đình của ca sĩ Hoàng Bách. Vâng, Bách cũng cảm ơn Quay Trên rất nhiều, bởi vì thế này, bé Tê Giác rất thích đọc sách và mê thế giới tự nhiên. Con rất là mê tất cả các loài động vật và muốn tìm hiểu về cuộc sống của chúng. Và bên cạnh đó thì cũng như mọi em bé khác, bé có một cái trái tim rất là nhạy cảm như mọi em bé khác thôi, và luôn luôn yêu thương các loài vật. Chính vì thế Bách muốn, đấy là một cái mầm cây trong con người bé, và Bách muốn con mình đi cùng mình để có những cái phim tư liệu như thế này để chúng biết yêu hơn những cái điều chúng đang có, và trên một phương diện nào đó hình thành cái nhân cách, hình thành cái tính cách, và cái, mình sẽ chọn cái thái độ sống sau này cho mình, cũng như tất cả những người đang chọn cái thái độ sống rất đúng đắn ở đây. Như Bách đã hứa là hôm nay Bách sẽ chuẩn bị hai món quà, món quà tiếp theo. Bách đã nhớ trong một lần gần đây Bách đi với người bạn của mình là cái cậu hồi trước rất đẹp trai, bây giờ đỡ nhiều rồi, MC Phan Anh ngồi đây. Lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng. Bây giờ thì hai anh em có vẻ đẹp trai tương đương rồi. Hồi trước cậu ăn hiếp mình nhiều lắm, nhưng bây giờ cậu đi mình chung nhiều quá, cậu yên tâm là bây giờ ít nhất là tương đương nhau rồi. Anh Hoàng Bách chỉ là ca sĩ thôi, hôm nay anh ấy lại có thêm nghề đạo diễn phá nát kịch bản. Rồi bây giờ anh mang em lên đây, gọi em lên đây để dìm hàng em đúng không? Không phải dìm hàng, bởi vì gặp những người bạn ở đây, những người mà Bách đã sát cánh cùng rất là nhiều năm rồi, cũng như là mình với Phan Anh, thì Bách nghĩ đến Phan Anh rất nhiều, bởi vì với những điều bạn đang làm và với những áp lực bạn đang chịu, thì Bách biết là những người làm công việc ở đây thì cũng đang chịu những cái áp lực tương đương từ nhiều năm rồi. Thì đấy là lý do tại sao Bách hát bài We Are The Champions. Bởi vì với những cái điều mà chúng ta đang có trong những ngày vừa qua, thì chiều nay mình ngồi cà phê với nhau, Bách có nói với Phan Anh một câu, không biết Bách có nhớ, Phan Anh có nhớ không? Đó là có những người, có những tổ chức mà khi chúng ta đã được trao một cái sứ mệnh, thì chắc chắn rằng cái thử thách và những cái phản ứng ngược lại nó sẽ cũng mạnh mẽ không kém. Và cái điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là chúng ta sẽ phải chiến thắng. Dạ. Vâng. Xin cảm ơn anh Hoàng Bách. Sao ạ? Bởi vì là Phan Anh cũng rất là bối rối. Khi mà thông thường thì những người đàn ông ít khi khen nhau lắm. Khi nào mà Phan Anh gặp một người đàn ông á, thực ra cũng không hẳn là gọi là đàn ông, mà mình nghĩ là đàn không, đàn mình đàn ông hẳn là đàn ông luôn, chắc chắn. Rồi ạ, cái chuyện đàn ông hay không thì Phan Anh nghĩ rằng là trong chuyện này là Phan Anh không cần phải xác định, câu chuyện này dành cho Thảo. Còn nhưng Phan Anh nghĩ rằng là chúng tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi là những người muốn làm những điều tử tế, muốn cùng với tất cả cộng đồng cùng lên tiếng về những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Và đặc biệt ngày hôm nay, giống như các bạn ở đây, chúng tôi cũng cùng muốn cất tiếng nói của mình về vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật hoang dã. Và tôi rất là vui khi ngày hôm nay nhìn xuống dưới kia thấy ánh mắt của các bạn, không phải là hàng ngàn người, nhưng mà chỉ cần những con người này thôi, với nhiệt huyết, với sự tử tế của mình, với tấm lòng của mình, thì tôi đã cảm thấy rất là vui rồi. Và tất cả những áp lực giống như mà anh Bách có chia sẻ vừa rồi ấy, thì nó sẽ chỉ là những cái điều khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn mà thôi. Và chắc chắn chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Yes. Dạ, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.